Phúc Phúc ơi, gái ơi, em có chuyện nó gớt nha em. Rồi, quá đã. Nãy giờ chài cái con hai con không? Rồi, đủ ăn rồi, cả nhà ơi, không. Trời, chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đến với channel của mình. Quá trời cả nhà ơi, mưa quá trời mưa rồi. Cả nửa tháng nay, không đi làm clip được. Hôm nay tranh thủ tạnh tạnh mưa, mình để làm một cái video chài cá gần gặp mặn cả nhà ơi. Mới tạnh mưa nè, đài vẫn kêu bão. Quá trời ở đây sóng gần sau lưng mình, biển nó đánh. Phía bên này là các bạn đi khoảng cỡ 100 mét là tới biển nè. Khu vực này thuộc là rừng phòng hộ cả nhà. Rồi em chài mép nó được đó, quăng chài đây kìa, chỉ cần quăng nhẹ thôi là nó xà. Ôi quá đã cả nhà ơi, rất là tròn, không biết có con nào không đây. Ý con gì, con tôm sú các bạn ơi, bay ra tới nóc chài luôn rồi. Lâu quá lâu mình không đi chài nữa cả nhà. Mới dứt mưa xong, miền Tây mình quá trời mưa, miền Trung thì bão lụt. Tranh thủ tạnh mưa mình làm cái clip cho cả nhà cùng xem cả nhà. Hôm nay đi chài cá gần gặp mặn nha. Ồ, vậy được còn một con tôm sú luôn hả? Quá to luôn cả nhà ơi, cả nhà nhìn con tôm sú kìa. Rất là ngon. Rửa đi, hồi bắt con tôm sú xong rồi mình rửa chạy mới được. Quá trời dơ. Đó, cầm tôm sú ở nhà xem rồi. Chứ gì cho liền vô rồi. Ừ, quá bự luôn. Đường đi quá sình. Đê này người ta mới múc lên, mới đắp lại cả nhà ơi, sình lắm. Lâm ơi, hồi nãy mình chưa sở chì lên hết. Ồ, sóng cả nhà thấy, nghe thấy rì rào phía sau lưng này. Đó là sóng nha cả nhà. Gầm gầm luôn, âm âm luôn. Ừ ha. Về có cá là một cái gì không biết. Rửa cho sạch luôn đi, hồi mình khỏi phải rửa nó. Cái gì? Cái gì? Rồi, cá đối được con cá đối. Một anh cá đối. Làm 10 cái là mình cũng đủ ăn rồi cả nhà ơi, tí nết nhưng mà mình chài nhiều lần. Cứ chài một cái một con, chục cái là mình đủ một buổi ăn rồi cả nhà ơi. Rồi, một anh cá đối nha. Nhiều lần. Còn chài dính nhiều thì mình làm chừng 2 chài thôi. Đây đây gần ngập mặn, khung cảnh rất là đẹp cả nhà. À, đây. Để bữa nào nắng nắng mình vô mình giăng lưới cả nhà ơi. Bữa nay quá trời mưa, nước nó lớn quá. Chài chừng nào mà đủ ăn thì mình nghỉ. Này lại đây sạch sạch làm cái được đây. Đó chỗ này nè, đằng kia là lơ mơ có cá lội nó mới kìa. Em thấy đằng trước thấy cá lội không? Cái chỗ đó là cá nó lội đó. Đó, cả nhà thấy không? Nhóm tới đằng trước cái bay mà nó đang lội mình lên, mà lên mình đó. Bắt chạy đi, nó đang lội lên em ơi. Bảy cá đối đó, em chạy ngay bảy cá đối nha. Nó đang quẩn nó quá trời ơi. Không từ từ đi, chạy đi động luôn khi đâm vô à, nó đang lội đó. Rồi. Hy vọng hơn đi cả nhà. Ôi ôi, đôi khi có mình nhầm con đi lạc đàn hay sao, kệ nó. Hên hên nó đi lẹt đàn sao nó đâm vô sao. Rồi hy vọng hên đây cả nhà ơi. Khôn lắm, cá này khôn lắm. Mình nhân lưới mà phải có kinh nghiệm mới được. Chài cái gì, bắt chài trước rồi mình nó quăng chài, chứ còn mình nó thấy mình nó chạy mất tiêu rồi. Gắn kiếm một con hai con nó thôi em ơi, không cần nhiều. Mình làm nhiều cái được nhiều con. Cái đó là nó nghe động tĩnh liền hả? Có là đâm liền phải không? Đó, được con gì?
cá nâu trọng trọng nghe cả nhà, nó bay lên tới trên đó rồi cả nhà ơi. Đi, con gì dưới nữa kìa. Con gì nữa hả? Ôi vậy được hai con cá nâu, ba con cá nâu nghe, mà cá nâu có gì rồi? Cá nâu nhiều lắm đó nghe em. Cá nâu nữa kìa, hai con ba con luôn rồi. Ui nghe bà cá nâu rồi, rửa sạch đi. Con tôm đó. Ôi vô rồi cả nhà ơi. Rửa rửa cá nâu hả? Ôi ôi. Được mấy con cá nâu luôn cả nhà ơi. Chiếc này không đủ ăn rồi. Rồi dính một con dẹm nữa, đang con nước dẹm cả nhà. Tối nay tính đi vớt dẹm không biết có mưa không đây. Dẹm đang lội dưới ao này quá trời luôn nè. Một năm nó chỉ có hai con nước nữa cả nhà. Ồ tính cái chài này tưởng đâu thất bại mà mình gượt cái đối, mà ai ngờ nó vô được mấy em cá nâu. Trời ơi. Ăn rất là ngon. Là thì anh thấy ở dưới này dính nhiều nè. Đó, con thứ hai nha cả nhà. Con thứ ba nghe. Rồi còn một con kia nữa kìa. Bốn con cá nâu. Năm con cá nâu luôn hả? Rồi quả đã rồi, cá chài này là mình đủ ăn rồi đó. Mình đi kiếm vàng cá đối mình nấu canh chua cả nhà ơi. Cũng thèm món canh chua miền Tây lắm rồi. Rồi quả đã. Đó, con thứ năm đó cả nhà. Quá may mắn. Đôi khi mình chài có lúc không cả nhà. Cá nó ở theo khúc nha. Rồi cả nhà ơi, đi một chút mà gần đâu cả chục cá nâu rồi. Cái này giờ mình kho lạc, cá đối mình kiếm ít con nữa, con chua nghe cả nhà. Được rồi, đến đây được rồi. Nó giặt qua bên kia rồi. Nhanh lắm, lũi phát một là lặn liền. Được em cái nâu. Hả? Được em cái nâu kìa. Cũng được. Tưởng đâu thất thủ rồi. Ê, cái sơn năm đau lắm đó nha. Cái nâu cũng trọng trọng cả nha. Còn hy vọng không? Đây cả nhà, cũng bộn cả nhà ơi. Đi một tí là tuy nhiều lần nhưng mà đủ ăn cả nhà. Chỗ đó được, chỗ đó được đó, bên này là đất nó cứng rồi. Cuốc này chỗ này được nè, cuốc này một chai được kìa. Cái nhà ơi. Rồi. Phụp. Phụp ơi cái nhà ơi. Ê con chị nó gớt nghe em. Rồi, quá đã. Ơn nãy giờ chài cái một con hai con không? Rồi, đủ ăn rồi cả nhà ơi, không chài nữa. Lâu lâu lại có mới có cảm giác sư à. Mình là chỉ đủ ăn mình nghỉ thôi cả nhà ơi. Đủ ăn 2 ngày. Mưa chuẩn bị tới cả nhà, đang xì hết trơn nè. Mây chuyển nó không biết vô nhà kịp không đây nữa. Rồi, điểm có được mấy con, cái chài này mấy con này? Một con rồi. Một con rồi phải không? Con nó đâm đầu vô đây nè, chuẩn bị chui ra nè. Làm sao nó đây? Cho nó ve lại đi. Hai con. Ba con. Trời quá, cái này nó chạy không kịp đó. Đủ ăn rồi, bốn con. Quá may mắn luôn. À, mình thấy được đâu 5, 6 con rồi, 7 con, 8 con. Rồi, 7 con hả em? 8 con hả? Quá may mắn. Nãy giờ mới chài trước mình chài được cái 1 con, 2 con không? Con chết. Tính là mình chài dài dài mười mấy cái đủ ăn, không ngờ mình làm cái cuối cả nhà. Ơi, chào cả nhà nha, đủ ăn rồi cả nhà ơi, quá trời này cả nhà. Cả nhà phải đi chút xíu không? Cá nè, cái nâu, cái đối nè, cái tôm đó nè. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong những video gần nhất nha cả nhà. Rồi, bữa chài mình nghỉ thôi. Một buổi chiều đi một chút sau 2 tuần bão liên tục. Và chuẩn bị đón bão nữa cả nhà ơi. Quá trời rồi. Mình phải chạy vô đây cho mình không kịp chạy nè.
Cảm ơn cả nhà đã xem video nha cả nhà. Rồi tính nghỉ rồi đó, chào cả nhà mà có một cái là cá đố nó gom đây nè cả nhà ơi, làm cái cuối mới được. Thấy nó gom đây quá trời gom à. Rồi cái đấy. Quá tròn. Gỗ trơn cả nhà ơi. Đã này chắc nhiều cá lắm nè. Cá chạy quá không? Tính nghĩ mà. Cá chạy ham quá. Cá cuối cùng nha cả nhà ơi, cái này mới là cuối của cuối cùng nha cả nhà. Cái cá chạy thấy ham quá. Ra hết mẹ gì vậy? Vừa đâu mất tiêu quá rồi, nãy nó giật lắm mà. Ở đâu rồi? Con. Rồi, quá dính đây. Còn hơn cái nãy nữa. Hàng gì nó trúng bậy vậy mà. Tôi rửa cái cây quá chưa. Cái này còn dữ hơn cái nãy nè. Nãy 8 con này chắc mười mấy con à. Lấy cái xô ra. Đi bộ qua. Cái xô nằm đó kìa đây ca. Lấy xô xôi mấy. Bẻ cho ít cơm muống cái nè. Bẻ cho ít cơm muống chiều xào ăn nè. Quá trời non rồi. Gì đâu một đám cơm muống ăn xào mà không biết bẻ mà ăn. Để tao bẻ cho ăn mới chịu. Trời ơi. Cái nãy mà chài kịp còn dữ hơn nữa đó. Chưa ăn nữa không biết. Gài quên cái bầu luôn rồi. Ơi, mới mua một bọc chưa ăn đó kìa. Mới mua một bọc chưa đeo. Gỡ hoài không hết vậy. Cá mười mấy con luôn mà. Nãy giờ không đếm luôn á, nhiều quá không đếm luôn. Quá trời cái chài này tính đâu nghỉ mình á. Cá nó giận quá cả nhà ơi, quá mê, quất cá mười mấy con luôn. Quá trời luôn à. Tính cái cuối nghỉ rồi đi vô. Từ giả cả nhà mà không ngờ làm thêm được cái nữa. Rồi sản phẩm nha cả nhà. Giờ mới về tới nhà hên không bị mưa. Ờ cả nhà thấy không, cá nè, tôm nè, cá nâu, cá đối. Nay đi một tí mà ăn cả ngày chắc không hết quá. Ờ, này tầm hơn 2 ký cá nha cả nhà. Quá trời đã luôn rồi. Rồi bắt đầu mần cá thôi. Rồi bắt đầu mình mần cá nha cả nhà ơi. Mình đang coi cá này cả nhà. Giờ mình coi rất đơn giản. Mình thắng nước màu, sau đó mình đổ nước. Đổ nước vào rồi mình nấu cho nước nó sôi lên thôi. Xong rồi mình sẽ đổ hết hành với ớt vào. Này, hành với ớt mình đã băm sẵn nè. Giờ mình đổ vào nữa nha. Sau đó mình nêm nếm gia vị trước. Tại vì cá này nó rất là mềm nên mình nêm nếm gia vị trước để cho cá nó thấm. Nó sẽ ngon. Mình kho khoảng một chút rồi 10 phút là cá nó mềm là mình ăn được rồi. Nên mình phải để gia vị trước hết nha cả nhà. Gia vị thì mình cũng nêm bình thường, nước mắm, đường, bột ngọt thôi. Rồi mình đã nêm gia vị rồi cả nhà ha. Nước mắm, đường, bột ngọt. Giờ chờ nước sôi là mình thả cá vào. Rồi mình thả cá từ từ vào nha cả nhà. Kho khoảng 10 phút thôi, cá nó mềm. Mình nêm gia vị trước chủ yếu là cho cá thấm vào con cá. Mình để cá từ từ vào thôi. Mấy cá nâu này nó lâu chín hơn mình để trước. Cá đói nè, lửa nó cá đói to nhất rồi đó.
mình chài không có dính được cái đói to lắm. Cá gì ăn được ha cả nhà, rất là béo luôn, rất là tươi, rất là béo. Có một ít thôi mà thấy đầy cái chảo nè. Mình lựa cá bự mình ăn trước đó cả nhà. Còn một số cá nhỏ hơn ngày mai chắc mình chiên quá hoặc là kho me. Đầy cái nồi luôn rồi. Còn bên đây là nồi canh nha cả nhà. Tính nấu canh chua nhưng mình không bẻ được bông súng nên mình quyết định mình nấu canh bí đao. Rồi, bí đao sắp chín rồi đó. Mình nêm nếm gia vị xong mình bỏ hành với bỏ tiêu vô là mình ăn được rồi đó. Ba cua nó ra nước vàng ươm ngon hết miếng luôn. Một buổi chiều đi chài rất là vui vẻ thoải mái và mình thu được rất là nhiều chiến lợi phẩm rồi cả nhà. Bí đao gì là dừa đó, bắt đầu mình bỏ hành vô là mình bỏ tiêu vô là mình ăn được rồi. Rồi sau một buổi đi chài vất vả thì thành quả rồi cả nhà. Cá nâu mình kho lạc nha. Này rau cần mình chấm cái với nước cá nâu nè, rất là ngon nha cả nhà. Này mình nấu canh bí đao với được mấy con tôm nãy cả nhà, nấu canh bí đao. Rồi. Cá nâu các bạn thấy trứng nè, quá trời đã luôn. Ớt thơm quá. Rồi, ngon quá cả nhà ơi, bây giờ mình dùng thôi nha. Mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Mời cả nhà cùng sơ cơm với gia đình mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình cả nhà. Rồi, goodbye cả nhà.